Vâng, chào các bạn. Tối hôm nay mình live stream cái chủ đề là bốn cái điều mà để chúng ta có cái cuộc sống nó vui và nó ý nghĩa mỗi ngày. Tại sao mình lại chia sẻ cái chủ đề này? Rất là đơn giản thôi. Cách đây mới sáng hôm qua thôi, mình đi uống cà phê với một bạn. Bạn đó cũng là bằng tuổi mình. Và bây giờ bạn mới bắt đầu kinh doanh. Thực sự là bạn đi làm, bạn đi làm việc bạn rất là thành công. Thu nhập của bạn, lương bạn 150 triệu một tháng đó các bạn ạ. Tuy nhiên cách đây khoảng gần một năm bạn có cơ hội biết mình, rồi đọc những quyển sách của mình, rồi bạn mới quyết định bạn đi học. Và bây giờ là bạn quyết định là bạn ra đời, bạn kinh doanh riêng. Và bạn có hỏi mình một câu rằng là cái câu hỏi của bạn mà thực sự là mình gặp rất là nhiều rồi, mình gặp rất là nhiều rồi. Bạn mới hỏi mình một câu như vậy, thấy anh kinh doanh mà sao thấy anh rất là nhẹ nhàng và thấy anh rất là thư thái, thấy rất là thoải mái. Và mình có chia sẻ cho bạn cái cách làm sao nó như vậy. Và thực sự cái câu hỏi này mình gặp rất là nhiều bạn rồi. Bạn nói là em trước kia nếu mà em mà có cái phong cách như anh đó là có lẽ là trong cái công việc làm công em còn thăng tiến lên rất là cao rồi. Bạn đó thì làm ở một cái tập đoàn của nhà nước và bạn đã lên tới cái hàm thiếu tá rồi, và bạn lên cái khu vực bạn lên chức vụ cũng rất là cao rồi. Nhưng mà vừa rồi thì nói chung là bạn đã quyết định bạn nghỉ rồi. Bạn nói là nếu mà em mà bạn nói là lúc xưa em hay nóng tính, em hay nóng nảy, em hay cáu giận. Ok. Tức là hàng loạt những cái việc đó. Và cái câu hỏi này mình cũng gặp rất là nhiều bạn thỉnh thoảng hay hỏi mình, đặc biệt là những bạn ra làm kinh doanh. Ngày hôm nay mình cũng có dịp là mình gặp một anh giám đốc của một cái công ty gỗ ở dưới Đồng Nai. Cái xưởng gỗ ảnh hiện tại là hơn 250 nhân viên. Thì ảnh nói là ở trong cái cấp độ mà level của xưởng gỗ thì ảnh nằm ở cấp độ 3. Cái cấp độ 2 thì Việt Nam chúng ta có một vài công ty, và cấp độ 1 thì anh nói là không có, chỉ có là doanh nghiệp nước ngoài thôi. Doanh nghiệp nước ngoài là nói là như Việt Nam chúng ta là có 2-3 doanh nghiệp nó đầu tư vào Việt Nam, như dụ công ty Sang Lim với một cái công ty nào đó anh mới nói, mà ổng là cái nhà xưởng của nó dài cả 3 cây số. Ví dụ vậy thì đó là cấp độ 1. Cấp độ 2 thì nó lớn, và cấp độ 3 ảnh thì nằm ở cấp độ 3 thôi. Thì ảnh cũng nói anh đã kinh doanh cũng đã 20 năm nay rồi, và anh cũng có dịp biết mình, và anh cũng nói là anh thấy em kinh doanh cái cách làm của em nó, em rất là nhẹ nhàng, em rất là thư thái, rất là thoải mái, và anh muốn học cái điều đó, và mình cũng chia sẻ cho các bạn. Và cái điều này tối hôm nay mình live stream mình cũng chia sẻ cho các bạn ở trên cái chương trình live stream này, bởi vì cái câu hỏi này rất là nhiều người hỏi. Và bây giờ các bạn, chúng ta chào nhau đi, chúng ta làm quen nhau đi. Các bạn giới thiệu người, mọi người xung quanh để chúng ta cùng nhau xem livestream này. Các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn, và chúng ta kết nối nhau. Mỗi người góp một tay đi các bạn, để cái livestream này nó lan tỏa hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta giới thiệu, chúng ta làm quen nhau, để chúng ta biết nhau, chúng ta kết nối nhau. Thông qua livestream thì các bạn cũng biết được tất cả các bạn ở khắp mọi miền đất nước. Ngoài các bạn chào mình thì các bạn cũng phải chào những các bạn đang xem livestream này nữa chứ. Chúng ta cần có sự kết nối nhau. Vâng, và vừa giới thiệu và chúng ta vừa xem livestream thôi các bạn ơi. Và mình chia sẻ bạn bốn điều. Cái điều thứ nhất mà để chúng ta làm được cái điều này, đó là cái sự một. Các bạn nói đi ạ. Một là như thế nào, để làm sao để chúng ta có được tốt hơn thì nó như thế nào ạ? Thứ nhất là chúng ta phải có cái cuộc sống rất là lạc quan. Chúng ta phải lạc quan với cái cuộc sống này, bởi vì chúng ta chỉ có một lần để trong đời này chúng ta sống, nên chúng ta sống chúng ta phải lạc quan. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Chúng ta luôn nhìn thấy cái khía cạnh tốt đẹp trong mọi tình huống xảy ra trong cuộc đời mình. Bạn Sakura rất là tuyệt vời. Ok, chào bạn Bùi Thiên Tạo. Ý ở đây mình muốn gọi đến các bạn là cái điều thứ nhất các bạn ghi vô đây, chúng ta cần phải tạo cho chúng ta có một cuộc sống rất là lạc quan. Chào bạn Tài Thắng. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình nha, qua cái livestream này lần đầu tiên nha, lần đầu tiên các bạn nào biết mình rồi thì thôi, mà lần đầu tiên biết mình thì comment xuống số 1 đi để mình biết các bạn, rồi sau livestream này mình sẽ kết nối với các bạn sau hơn.
Thì mình muốn gửi đến các bạn một điều rất là tuyệt vời, đó là bước một là chúng ta phải lạc quan. Lạc quan nghĩa là chúng ta luôn nhìn thấy cái góc độ cuộc sống, góc độ tốt đẹp, cái mặt tốt đẹp, cái mặt ý nghĩa cái cuộc sống này, trong mọi tình huống, trong cuộc sống này, trong mọi tình huống. Để như vậy thì cái cuộc sống chúng ta nó mới có ý nghĩa được. Chứ các bạn đợi vui, các bạn mới vui. Đợi ai đem đó cái điều gì chúng ta mới vui. Cách đây mấy ngày mình chia sẻ một điều, bạn kêu là em cũng sống tử tế với người khác và người khác họ đâu có đối xử tử tế với em đâu. Vậy thì điều đó có nghĩa là gì ạ? Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ tử tế với người khác khi người khác tử tế với chúng ta. Vậy là chúng ta cần phải có điều kiện rồi chúng ta mới tử tế, như vậy thì cũng chưa được ok. Chúng ta phải luôn lạc quan. Lạc quan như thế nào ạ? Với mọi cái tình huống trong cuộc sống này, hãy nhìn cái mặt tốt đẹp của cái cuộc sống mà chúng ta sống. Cái gì nó cũng có hai mặt, các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Thì chúng ta hãy nhìn cái mặt tốt đẹp mà chúng ta sống. Nhưng mà cái thói quen của rất là nhiều người là cứ nhìn cái mặt không tốt đẹp. Ok, bạn Nguyễn Bích, hôm nay em nhận được sách rồi, cảm ơn thầy nhiều, rất là tuyệt vời. Em đọc sách nhé. Chào bạn Nguyễn Hồng. Cứ có nhiều người họ sinh ra để họ nhìn cái mặt không tốt đẹp. Tuy nhiên để cái cuộc sống nó có ý nghĩa hơn thì chúng ta hãy nhìn cái mặt tốt đẹp. Cái gì nó cũng có mặt A và mặt B. Hãy nhìn cái mặt tốt đẹp. Chúng ta luôn gì ạ? Luôn tìm kiếm. Bạn tìm kiếm cái điều gì thì bạn sẽ nhìn thấy cái điều đó. Các bạn có đồng ý điều nào không? Bạn tìm kiếm điều gì thì bạn sẽ nhìn thấy điều đó. Nếu mà bạn nhìn, bạn đi tìm kiếm cái điều tốt đẹp ở trong một vấn đề gì đó thì bạn sẽ nhìn thấy cái mặt tốt đẹp. Mà bạn đang tìm kiếm cái điều mà không tiêu cực, cái điều xấu xa, cái điều lỗi thì bạn sẽ thấy đầy những cái điều lỗi hết. Một cái áo, các bạn thấy không ạ? Nếu mà bạn nhìn thấy cái áo đó, cái điều tốt đẹp của cái áo đó thì bạn sẽ thấy cái áo đó rất là tuyệt đẹp. Nhưng mà bạn muốn tìm cái lỗi cái áo đó thì từ đường may kẻ chỉ rồi các bạn sẽ, nó sẽ thấy đầy lỗi hết các bạn. Đó là chúng ta hãy nhìn thấy cái mặt tốt đẹp. Và khi chúng ta nhìn thấy mặt tốt đẹp thì tự nhiên cái cuộc sống chúng ta nó ý nghĩa thôi. Cuộc sống của chúng ta là do chúng ta tạo ra, mà chúng ta đừng cứ nghĩ rằng là cần phải ai đó tạo ra cuộc sống cho tốt đẹp của chúng ta. Chúng ta cần phải tự tạo ra cái cuộc sống tốt đẹp cho mình. Phải nhìn cái góc độ lạc quan. Cuộc đời của mình cũng vậy, cuộc đời của các bạn cũng vậy, ai cũng bị va vấp hết. Ai họ cũng lên bờ xuống ruộng hết, mỗi người mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi cảnh. Bạn nhận ra điều này không ạ? Đúng. Tuy nhiên sau những cái việc mà mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi cảnh đó thì các bạn thấy có những con người cái cuộc sống họ nó luôn ý nghĩa lên, bởi vì họ luôn nhìn thấy cái mặt tốt đẹp của cái cuộc sống qua những cái hành động đó. Ví dụ như đi, bạn là chủ doanh nghiệp và hôm nay nó như thế nào? Hôm nay bạn không có khách hàng, và ngày hôm qua bạn cũng không có khách hàng, thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái mặt tốt đẹp đó, thì chúng ta nhìn vào cái gì ạ? Có lẽ là chúng ta cần phải luyện cái kỹ năng bán hàng tốt hơn, có lẽ là chúng ta cần phải tập trung vào chăm sóc khách hàng tốt hơn, chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải sử dụng thời gian tối ưu hơn, chúng ta cần phải ok chưa, năng lượng hơn, cần phải nhiệt huyết hơn. Các bạn có nhận ra điều nào không ạ? Còn nếu mà người nào đó họ nhìn cái mặt tiêu cực thì họ sẽ ngồi họ rên rỉ, họ than thở, họ kêu là do thị trường cạnh tranh quá, do nền kinh tế xuống quá, và họ sẽ đổ lỗi là do nhà nước không tạo điều kiện, do cái thằng đối thủ ở cạnh nhà ta nó chơi xấu ta, tức là họ sẽ đổ thừa cho rất là nhiều thứ. Còn nếu chúng ta biết nhìn cái mặt tích cực, chúng ta biết nhìn nhầm mặt bài học, thì tự nhiên cái cuộc sống chúng ta nó sẽ ý nghĩa hơn, cái công việc chúng ta nó sẽ ý nghĩa hơn, mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Bạn có nhận ra điều này không ạ? Cái đây là một điều vô cùng đặc biệt, đây là một điều rất là tuyệt vời. Vậy vừa rồi là mình chia sẻ bạn cái từ khóa đầu tiên đúng không ạ? Từ khóa đầu tiên là từ khóa gì các bạn ơi? Từ khóa đầu tiên là từ khóa gì ạ? Các bạn comment xuống cho mình đi ạ. Chào bạn Nguyễn Thị Hồng, rất là tuyệt vời. Bạn nào lần đầu tiên biết mình xem live stream này thì các bạn comment mình số 1 nha, để sau cái live stream này mình sẽ tương tác với các bạn, mình sẽ làm quen với các bạn. Và các bạn nào chưa chia sẻ cái live stream này thì hãy chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn đi. Bạn Bùi, bạn Lĩnh, bạn chia sẻ chưa? Bạn Hải Anh, bạn chia sẻ chưa? Bạn Hoàng Thị Hồng, bạn chia sẻ chưa? Chào bạn mãi mãi.
Ok, bạn mới vừa online, các bạn đã chia sẻ chưa? Chúng ta hãy chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn đi, để chúng ta lưu lại, để chúng ta cần thì chúng ta xem, bạn bè chúng ta xem. Vâng, và bây giờ mình chia sẻ với các bạn gì ạ? Khi mà nhập có cần chăm sóc khách hàng không thầy? Khi mà nhập có, bạn Phan Minh bạn nói cái gì mình chả hiểu, mình không hiểu bạn đang nói cái gì hết. Cái thứ hai là cái từ khóa thứ hai là tạo ra cái sự độc đáo, tìm kiếm cái sự độc đáo trong chính cái con người của mình, tạo ra sự độc đáo và tìm kiếm cái sự độc đáo. Hay là trong kinh doanh thì chúng ta nói là đó là tìm kiếm cái sự khác biệt, cái sự độc đáo và cái sự khác biệt. Chào bạn Hiền Văn, rất là tuyệt vời. Thì nhiều người các bạn, rất là nhiều người trong cuộc sống này, họ sợ gì à? Họ sợ thể hiện con người của họ. Họ e ngại thể hiện con người của họ. Chào bạn Đỗ Phạm. Bạn đã chia sẻ livestream về nhà các bạn chưa? Họ bỏ đi cái gì à? Họ ngại thể hiện cái con người của họ. Họ giấu đi cái con người của họ đi. Và họ không tin tưởng vào chính cái con người của họ. Tuy nhiên mỗi con người của chúng ta sinh ra trên đời này, Chúng ta là một sự khác biệt của trên thế giới này. Các bạn ơi, các bạn không có giống ai hết á. Các bạn là một cái cá thể rất là đặc biệt. Như các bạn thấy không ạ? Bản thân mình là người nói cà lâm thì mình vẫn cứ nói với các bạn là mình là người nói cà lâm. Và mình người như thế nào thì mình cứ thể hiện với bạn là người như vậy thôi các bạn thấy. Đầu tóc của mình bạc thì mình cứ để cho nó bạc. Đây những người cứ khuyên mình là nhuộm đi, không đâu. Nó tự nhiên thì cứ để nó tự nhiên thôi. Mình cà lâm thì mình khẳng định mình cà lâm. Tức là chúng ta hãy thể hiện cái sự khác biệt của mình. Chào bạn Kim Nguyễn, rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy thể hiện cái sự khác biệt của mình. Và những người nào họ không dám thể hiện cái sự khác biệt của mình, họ giấu giếm đi cái sự khác biệt của mình, thì phần lớn những người đó họ luôn từ bỏ ước mơ của họ và họ chạy theo đám đông. Họ hùa theo người khác, họ nghe theo người khác, họ bị người khác dẫn dòng. Họ không có tìm kiếm cái sự khác biệt vì trong họ, họ cứ nghe đám đông mà các bạn biết không? Đám đông nói sai mà thành đông thì nó thành đúng. Bạn có nhận ra điều này không ạ? Cái điều đó nó sai nhưng mà nhiều người cùng làm sai thì cái điều đó nó trở thành đúng. Đúng với ai ạ? Đúng với cái đám đông đó. Cái điều đó nó không có tuyệt vời, nhưng mà nhiều người cùng làm không tuyệt vời thì nó trở thành là đám đông và nó trở thành nguyên lý. Cái nguyên lý cho cái đám đông đó. Và đám đông thì luôn lắng át cái số ít. Bạn có nhận ra điều này không ạ? Nếu một người mà nói môn đá bóng là không tuyệt vời, và nhiều người, rất là nhiều người, đông người đều nói môn đá bóng không tuyệt vời, thì nó sẽ di truyền rằng cái môn đá bóng là không tuyệt vời, bởi vì cái số ít kia nói hỏng lại. Bạn dùng chưa? Nhưng mà một cái điều tuyệt vời là những người thay đổi được thế giới này, những người thay đổi được cái môi trường xung quanh, những người họ bứt phá được á, bởi vì họ đi ngược với cái số đông đó. Họ đi ngược với cái số đông đó. Họ luôn đi tìm kiếm cái khác biệt trong chính cái con người của họ. Họ không có hùa theo số đông, họ không có đi theo ước mơ của số đông. Các bạn nhận ra điều không? Bản thân chính chúng ta mới là cái con người thật chúng ta tập trung vào. Nếu mà người nào mà tự bỏ cái bản thân mình ra, quên cái bản thân mình ra, thì nó đâu còn gì là ý nghĩa nữa. Bản thân bạn mới chính là sự thật. Bản thân bạn mới là người tuyệt vời. Bạn phải tin vào chính cái con người của bạn. Đó là hãy tìm kiếm cái sự độc đáo, cái sự khác biệt ngay trong chính cái con người của bạn. Chào bạn Thảo Lê. Chủ công ty hạt điều Winnet. Rất là tuyệt vời. Bạn ở Bình Phước các bạn. Bạn Thảo đang ở Bình Phước. Rất là tài năng. Một bạn nữ hạt điều rất là tài năng. Còn trẻ các bạn mà sở hữu mà thương hiệu hạt điều Winnet các bạn vào. Vừa rồi mình có vào Family vào gì nhỉ? Vào Mini Stop, mình có thấy thương hiệu của bạn Thảo. Chúc mừng bạn Thảo đã đi vào cái thương hiệu hạt điều của bạn đã đi vào trong các cái chuỗi siêu thị này, rất là tuyệt vời. Và nói như thế nào ạ? Ok chưa? Phải